Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Con Rẫy tổ chức tọa đàm kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2023. Các đại biểu đã ôn lại ngày thảm họa da cam Việt Nam và khẳng định nỗi đau da cam là một nỗi đau không của riêng ai. Đó là nỗi đau của cả dân tộc, của nhân loại tiến bộ. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam. Vì thế, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo các cấp chính quyền và toàn xã hội hãy luôn hành động để hỗ trợ, giúp đỡ, sẻ chia với các nạn nhân chất độc da cam bằng những việc làm thiết thực nhằm giúp họ vượt qua khó khăn để sớm hòa nhập với cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Con Rẫy đã vận động được 100 xuất quà trị giá gần 130 triệu đồng để hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện cho 3 hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Kon Tum và huyện hội trao tặng 50 xuất quà cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.